Donna E. Lalamar. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu. Có lẽ là nếu mà là chạm bàn ở đây gọi là bản lề. Kèo Seng, Hồng Anh và Hắc Mã. Đây là màn hình máy đối thủ Hồng Anh. Bài này là bài nhà đối thủ Hồng Anh nằm dưới góc gần 6 giờ. Và đây là một bài lòng chảo. Bài lòng chảo thì thường không đẹp đâu, em phải để ý một chút. Đấy, biết ngay mà. Vâng, cánh rừng đầu tiên đã nhìn thấy, đã xuất hiện những cái sự khó khăn nhất định. BS không có mặt đẹp hướng vào phía trong. Mặt đẹp có lẽ phải hướng ra phía ngoài. BE tiếp theo đóng ở đây, sau đó thì vẽ ruộng là đẹp. Vâng, bây giờ thì đầy đủ phụ kiện các kiểu. Vâng, bàn ghế đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Thêm một cánh rừng nữa ở phía dưới này. Vâng, dường như đang có một bạn Trung Quốc rất yêu đất nước của mình vào làm một cái bàn 3M. Vâng, đòi lấy hết ép coi của các bạn Việt Nam. Nhưng các bạn Việt Nam, vâng, không dễ dàng như vậy. Một miếng bánh to và sau đó thì chia chác. Vâng, một voi. Và đây là một bầy hiêu nữa, tương đối gần so với nhà chính. Vâng, một chút về tốc độ. Như vậy là thêm máy quả, đồ ăn xem như là đã đủ. Như vậy đôi voi. Chúng ta hãy cùng chờ xem Hồng Anh có một bài dâng A hay không, hay là vẫn chắc nhà như thường. Hồng Anh thì ít khi dâng lắm, trừ bài nào nghiệt quá thôi thì Hồng Anh mới gọi là, vâng, khi nào mà hết tia hy vọng có thể đóng ruộng ở nhà thì Hồng Anh mới dâng. Còn không thì Hồng Anh vẫn chắc nhà như bình thường. Phong cách đánh giống hệt như kiểu Sen Long vậy. Sen Long thì xấu mấy thì xấu, vâng, nhà có dừa thì dừa, vẫn cứ đánh Nga ở nhà như thường, vẫn đóng ruộng ở nhà như thường. Rồi, bé đầu tiên thiết kế ở cánh rừng thông phía dưới này là hợp lý rồi. Và đưa con voi tiếp theo về. Tốc độ vẫn 1.5, nhưng bây giờ thì đường truyền mạng đang rất mượt. Các cái thủ đang thi đấu với nhau có thể nói là, vâng, ở cái giới hạn của sự hoàn hảo Việt Nam và Trung Quốc. Có thể khẳng định một điều là như vậy. Không hề có một chút gợn giật lag nào. Từ lúc mà game thủ từ lúc mà game thủ Hắc Mã gõ số 25 thì không có một chút giật lag nào. Hồng Anh đang cố gắng đá đàn hiêu này về. Bàn hiêu rất to, 2, 4, 6, như vậy 6 con. Bãi quả phía trên dường như cũng là một bãi quả đá được, con đấy đá được. Rồi, ổn rồi. Dường như cũng là 6 cây, hy vọng cũng là 6 cây đi. Bài này là bài mà cái thủ của anh vẫn muốn khung nhà và ra ruộng rồi, như bình thường. Thi đấu như bình thường rồi. Thời đỉnh cao của mình thì vâng, chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu thôi. Một trận thi đấu mà game thủ Hồng Anh đang đá những con hiêu về một cách tuyệt vời. Những con hiêu, những con voi ở tốc độ 1.5, dường như khoảng cách của nó là, vâng, hoàn hảo. Vị trí đáp xuống nhà chính là quá hoàn hảo. Phía trên chỉ là một bãi quả 5 cây thôi, nhưng chừng ngày đồ là đủ để Seng có thể, vâng, ép một bài 24+1. Bài này Hồng Anh muốn công sớm, cho nên em chỉ ép 24+1 hai chiếc BS đầu.
Đây là BB. Có lẽ cũng chỉ 4 BA những thời điểm đầu thôi. Cố gắng thật sớm và ép chết. Ép chết luôn nhà của game thủ Hắc Mã. Một vị khán giả rất tinh mắt. Vâng, fan đô 1 đã... À không. Vâng, cái chết không tên đã kịp nhìn ra rằng game thủ ở phía Trung Quốc, game thủ Hắc Mã dò 22%. 20, vâng. Rồi, như vậy là 9-36 với 24 cộng 1 nông dân xe. Hai BS, đây là chiếc BS tiếp theo. Ở thời đỉnh cao của mình thì Sen Long đánh 24 cộng 1 vẫn sau được 5 A. Và Hồng Anh ngày hôm qua thì em cũng đã xem Sen Long đánh rất kỹ. Những tên lặng người đi mà nhìn Sen Long thi đấu, chứng tỏ sự tập trung như thế nào đến từ game thủ Hồng Anh. Mỗi lần em xem cũng là, mỗi lần em xem thi đấu cũng là. Nhưng việc cắt một đông dân đi như thế này, chúng ta hãy cùng chờ xem game thủ Hồng Anh có đánh được 5 A hay không, hay là một vài chỉ ở 4 A thôi. Một chiếc BA tiếp theo đến từ game thủ Hồng Anh. Hồng Anh đóng BA với khoảng cách nửa chiếc BE, chứ không phải là một chiếc BE. Chỉnh nông dân có thể nói là cực kỳ kỹ lưỡng. Lên 2 xong. Xong dân không em? Rồi, đã xong dân rồi. Và vẫn 5 A. Đánh như Sen Long thời kỳ đỉnh cao nhất. Vâng, chất lượng đường truyền thực sự nó đạt đến độ hoàn hảo giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nó không có một cái gợn giật, gợn lag nào. Quá tuyệt vời. Và có lẽ rằng sau ngày hôm nay thì những người liên lạc hoặc là những người làm kèo có lẽ sẽ đưa ra những biện pháp hợp lý để có thể vâng tránh hiện tượng giật lag. Không, vâng, nghiên cứu ngày hôm nay làm sao mà lại không giật lag mà mọi hôm vẫn giật lag. Tôi nghĩ là vẫn được rồi. Hồng Anh tham lai 30/40 ở thời điểm này. 5BA sóc đều, 24-1, 5BA sóc đều. Quá tuyệt vời. Rồi, như vậy là thêm 2 ruộng nữa. Tân cung đầu tiên, à tân cung đầu thứ hai, tôi nghĩ rằng vẫn đều rồi. Tân giờ thứ hai rồi án đỏ. Không, như vậy hơi thọt một con. Một chiếc BE báo hiệu. Một chiếc BE báo hiệu. Điều. Hồng Anh đang điều R ngay trước cửa nhà của game thủ Hắc Mã trong tuần này. Hồng Anh vẫn 5 con đều và Hắc Mã có lẽ là cũng vậy. Tân lên muộn hơn. Rất may ông Tân vừa rồi không chết R. Đó, Hồng Anh vẫn lao lên. Và để ý những con cung R một chút. Tuần tiếp theo thì vẫn đều. Nhưng vâng, thương binh là hơi nhiều. Thì số điều R là 1-0 dành cho Hồng Anh. Rất tốt. Các bạn có thể thấy là game thủ Hồng Anh căn kè đến mức như thế nào. Vâng, vẽ ruộng thì là không sóc đều được tuần tiếp theo. Hồng Anh đang đắn đo. 2-0 dành cho thủ Hồng Anh. 2-1. 3-1. Các bạn có thể thấy game thủ Hồng Anh điều R. Vâng, cái trình điều R của Hồng Anh và game thủ Hắc Mã. Hồng Anh đã đạt đến mức độ có thể nói là hơn Hắc Mã tầm khoảng gần một trình. Tôi nghĩ là gần một trình. Khi tỷ số điều R bây giờ đang là 3-1 dành thủ Hồng Anh và 4-1. Nhưng đây là nhà BA của game thủ Hắc Mã. Hồng Anh quyết định để nơi trồ. Ốp A và để nơi trồ, một tuần mới lao lên. Vâng, các bạn có thể thấy là game thủ Hồng Anh đang làm chủ hoàn toàn nhà BA của game thủ tiểu à xin lỗi bạn là Hắc Mã. Nhưng dân ở nhà chơi là hơi nhiều. Và Hồng Anh vẫn dường như là chưa chặt gỗ 2, không biết là chặt gỗ 2 chưa. Một tên hơi thoáng mất tập trung đến từ game thủ Hồng Anh.
mất 2-3 con cu rờ nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều. Bây giờ thì đầu máu luôn. Hồng Anh rất nhiều thao tác, các bạn có thể thấy là cực kỳ nhiều thao tác. Nhưng cung rờ của Hắc Mã vẫn đông. Cung rờ của Hắc Mã vẫn đông. Và Hồng Anh tạm thời thì vẫn chưa có thể lấy được thế công trong tuần này. Vẫn đứng trước nhà BA của đối thủ Hắc Mã và bắn vâng xối xả những con cung rờ mới nở ra. Hắc Mã đã phải mang thêm nông dân ra để trợ giúp cho những con cung rờ. Hồng Anh lùi về một tơn, tạm thời lùi về một tơn. Hồng Anh đang còn rất nhiều thương binh. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại ở trận thi đấu này thôi. Đối thủ Hồng Anh nâng chặt gỗ 2 xong và sau đó thì tăng một phát 2 BA. Nhưng đây một tơn khá mạo hiểm. Hồng Anh nên để ý tơn này, đứng bắn BE thôi. Do thám là chính thôi. Sau đó thì kéo về. Đơn giản bởi vì mình vẫn đang là người, tôi có cảm giác như có lợi. Các bạn có thể thấy sự nguy hiểm đến từ đối thủ Hắc Mã. Dàn quân ở phía trong. Hồng Anh vâng rèn giữ một tơn, đút vào sau đó rút ra. Cho quân vào trong sau đó không ổn. Các bạn thấy là các game thủ Trung Quốc thính đến mức như thế nào. Hồng Anh và E cũng khá hay. Họ rất thính và nhạy cảm. Các bạn có thể thấy là họ cực kỳ nhạy cảm. Hồng Anh bây giờ đã có một lượng cung rờ có thể nói là đáng kể. Và bây giờ đã chặt gỗ 2 và đầu máu đàng hoàng. Không biết là bên kia có đầu máu hay chưa. Nhưng bây giờ thì game thủ Hồng Anh đang muốn trèo dốc. Để ý tơn trèo dốc này, đây là một tơn mà vâng khá đông những con cung rờ leo lên dốc cùng một lúc. Ôm được A tập nữa không? Hồng Anh bất thình lình giật mình đẩy cung rờ vào và sau đó thì đẩy nây trồ. Điều được không? Điều được không? Vâng, như vậy là Hắc Mã cũng có một tơn. Tơn này game thủ Hồng Anh lấy được A chặt nhưng ở nhà thôi. Tên này em chắc chắn lấy được A, nhưng quan trọng ở nhà mình thôi. Đừng để, vâng đừng để đổi nhà. Hắc Mã đang muốn tìm đường vào nhà cái thủ Hồng Anh trong tên này, nhưng khó lắm. Chốt em luôn. Nở ra tên mới kéo về hết. Chuẩn rồi, Hồng Anh đang đánh như sách giáo khoa vậy. Cực kỳ chuẩn binh. Và chỉ cần đấu quân không, trận đấu này tôi nghĩ rằng có lẽ cũng sẽ ngã ngũ. Hồng Anh bắt đầu để Emmy. Không để đây trồ nữa và để Emmy. Như vậy là Hắc Mã cũng đã có đầu máu và resize rồi. Một trận đánh quá hay đến từ cái thủ của anh. Đánh 24+1. Sóc 5 BA. Tuyệt vời. Hồng Anh đánh rất tốt trận thi đấu vừa rồi. Một bài vâng ép vừa khít 24+1 và sóc 5 BA. Cơ cấu là quá tuyệt vời và không thể chê trách được vào đâu được. Tỷ số là 2-1 dành cho thủ Hồng Anh và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận chung kết đầu tiên ở trong thể loại sen của cái thủ Hắc Mã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.